Thưa quý vị và các bạn, gần 3.000 euro, tức là tương đương hơn 70 triệu đồng, là số tiền thu nhập mà một tháng mà một điều dưỡng viên Việt Nam đi lao động xuất khẩu tại Cộng hòa Liên bang Đức có thể kiếm được. Chưa hết, nếu như mà làm tốt thì bạn còn cơ hội nhận được thẻ xanh ở Đức và bảo lãnh người nhà sang. Điều này đã và đang mở ra cơ hội đổi đời cho hàng trăm lao động Việt Nam sang làm việc tại Đức. Theo chị Thu, nước Đức đang thiếu những điều dưỡng viên chăm sóc cho người già. Chính vì thế, những lao động Việt khi sang làm việc tại các trung tâm điều dưỡng luôn nhận được sự ưu ái từ phía nước sở tại với mức lương hậu hĩnh. Còn nhóm bạn này là học viên khóa 1 vừa xuất cảnh được 3 tháng, nhưng đã kịp bắt nhịp với công việc và cuộc sống mới ở nước Đức. Với 13 cơ sở điều dưỡng, có 1.900 giường bệnh tại Berlin, nên công ty này đang rất cần một nguồn lao động lớn. Chúng tôi tự tin rằng VivanPest, diễn đàn cho người cao tuổi, cam kết đảm bảo với từng em học viên một suất học nghề tại trường đào tạo nghề và trong tương lai sẽ được bố trí làm việc ổn định tại Đức với mức thu nhập tốt cho cuộc sống lâu dài tại Đức. Sau 3 năm làm việc tại công ty này, người lao động có thể tích góp được khoảng 1,5 tỷ đồng để mang về Việt Nam. Bên cạnh đó, người lao động còn có cơ hội tiếp tục ở lại làm việc cho công ty và định cư lâu dài tại nước Đức. Vâng, với một mức lương hơn 70 triệu đồng một tháng thực sự rất là hấp dẫn. Thế nhưng mà làm thế nào để có đủ điều kiện sang Đức làm việc và hưởng mức lương cao đến như vậy? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu lộ trình một điều dưỡng viên phải vượt qua ở Việt Nam cũng như là tại Đức.